Xin chào tất cả các em, trong buổi học trước cô trò chúng ta đã tìm hiểu bài truyền dịch truyền máu, hôm nay cô giới thiệu thêm cho các em một bài nữa, đó là bài lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm. Mục tiêu 1. Vận dụng các kiến thức về mục đích chỉ định lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm để giải thích cho người bệnh hợp tác trong các tình huống cụ thể. 2. Chuẩn bị dụng cụ đầy đủ và thực hiện lấy được các bệnh phẩm đúng cách và an toàn theo quy trình kỹ thuật trong các tình huống cụ thể. 3. Rèn luyện được tác phong nhanh nhẹn, thái độ ân cần khi thực hiện kỹ thuật lấy bệnh phẩm xét nghiệm, kỹ năng giao tiếp với người bệnh. Để đạt được các mục tiêu trên, cô trò chúng ta sang phần nội dung. Phần thứ nhất, đại cương xét nghiệm cận lâm sàng là những khám xét khoa học được thực hiện tại phòng thí nghiệm X quang, siêu âm, nội soi, điện tâm đồ, điện não đồ, được dùng rất rộng rãi trong bệnh viện. Các xét nghiệm trên rất có giá trị trong chẩn đoán và điều trị, vì dựa vào kết quả giúp xác định rõ vị trí, kích thước, độ nông sâu của tổn thương, khối u hoặc tiến triển của bệnh. Kết quả điều trị, lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm nhằm mục đích gì? Chúng ta sang phần. Mục đích giúp bác sĩ có đầy đủ dữ kiện để chẩn đoán, phân biệt trường hợp bệnh, ước đoán nguyên nhân bệnh để điều trị chính xác, theo dõi tiến triển bệnh và việc điều trị, phòng bệnh. Khoa học càng phát triển, xét nghiệm càng tinh vi, chính xác, đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa bác sĩ và kỹ thuật viên, do đó cần phải cẩn thận khi tiến hành để đáp ứng nhu cầu điều trị. Vậy có những kỹ thuật lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm nào? Cô trò mình cùng tìm hiểu. Các kỹ thuật lấy bệnh phẩm là xét nghiệm. Kỹ thuật thứ nhất, kỹ thuật lấy máu tĩnh mạch làm xét nghiệm. Trong việc khám chữa bệnh, ngoài việc khai thác các dấu hiệu lâm sàng do thầy thuốc làm, còn có các xét nghiệm, vì các kết quả của xét nghiệm giúp cho bác sĩ chẩn đoán theo dõi bệnh được chính xác, khách quan, giúp cho việc điều trị đạt kết quả. Trong các bệnh phẩm xét nghiệm thì máu giữ vai trò đặc biệt, vì máu là một thành phần tổ chức cơ thể rất quan trọng, vì máu liên hệ với mọi bộ phận trong cơ thể, do đó về mặt bệnh lý máu chịu ảnh hưởng của tất cả các bệnh của các tổ chức đó, đồng thời với những bệnh riêng của cơ quan tạo huyết, suy tủy, bệnh đa hồng cầu. Thành phần, hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, huyết tương, nước muối khoáng, protein, lipid, glucid, máu có thể thay đổi về vật lý, sinh hóa tế bào hoặc nhiễm thêm vi sinh vật khác. Các xét nghiệm liên quan tới máu, xét nghiệm vật lý, xét nghiệm sinh hóa, xét nghiệm virus, xét nghiệm ký sinh trùng. Vậy mục đích chỉ định lấy máu làm xét nghiệm làm gì? Mục đích lấy máu để thử nghiệm giúp cho việc chẩn đoán và điều trị bệnh có kết quả, theo dõi sự diễn tiến của bệnh, chỉ định người bệnh mới vào viện, người bệnh trước khi giải phẫu, trước khi đẻ, người bệnh đang nằm viện để theo dõi kết quả điều trị, khám sức khỏe định kỳ. Nhận định người bệnh có ăn gì trước khi lấy máu, hệ thống tĩnh mạch ngoại biên, mềm mại, to, rõ, tình trạng bệnh lý hiện tại hoặc các thay đổi bất thường khác về triệu chứng bệnh. Kỹ thuật tiến hành lấy máu tĩnh mạch như nào? Cô trò ta sẽ cùng thực hành và xem video clip. Kỹ thuật thứ hai, kỹ thuật lấy máu mao mạch làm xét nghiệm, mục đích để định bệnh và có kết quả nhanh chóng, chỉ định tìm ký sinh trùng sốt rét, lấy máu lúc người bệnh lên cơn sốt tơ trùng, lấy máu lúc 12 giờ đêm hoặc 12 giờ trưa. Kỹ thuật thứ ba, kỹ thuật lấy đờm, phân, mủ làm xét nghiệm, mục đích để định bệnh và trị liệu chính xác, lấy phân nhằm mục đích cộng thử nghiệm sinh hóa, máu, sắc tố mật, mỡ, cộng tìm vi khuẩn và ký sinh trùng đường ruột, áp dụng trong những bệnh về tiêu hóa và những cơ quan liên quan như gan, tụy. Kỹ thuật lấy nước tiểu làm xét nghiệm, nước tiểu là chất bài tiết quan trọng nhất, chứa phần lớn các chất cặn bã của cơ thể, mức độ bài tiết phụ thuộc 3 yếu tố, sự cung cấp nước cho cơ thể, thể tích và áp lực máu qua thận, khả năng thấm hút và bài tiết qua thận, sự thay đổi về số lượng cũng như thành phần hóa học của nước tiểu, phản ảnh sự rối loạn chuyển máu và hoạt động của cơ quan nào đó ngay chính cả thận. Mục đích để đánh giá chức năng của thận, tìm vi khuẩn hiện có trong nước tiểu, để đánh giá các thành phần trong nước tiểu.